theo một nguồn tình cho biết tên gì vậy? Đó chính là phong cách kawaii. 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 Phong cách kawaii đang lan rộng ra trên toàn thế giới. Kawaii lan rộng cho tầm thế giới. Ôi lộn, trên toàn thế giới. Có tò mò phong cách kawaii này không? Không. Đi chỗ khác chưa? Nếu như muốn biết được thì các bạn đừng bỏ qua chương trình phong cách city được phát sóng trong tuần này. Kawaii. Đón xem phong cách city.